Nhìn đã thấy êm ái chưa? Đây chính là chiếc xe đạp Gian XTC ADV2. Đây là chiếc xe đạp địa hình, có kết cấu mạnh mẽ và ổn định khi mà di chuyển đường dài. Xe được trang bị là khung hợp kim cứng cáp mạnh mẽ của dòng xe địa hình chuyên nghiệp. Xe được trang bị ghi đông thẳng cũng như là có cái tay đề khá là êm và có thêm phanh của Shimano Deore khá là an toàn. Shimano SLX tăng khả năng di chuyển động linh hoạt trên mọi địa hình cũng như là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các dòng xe địa hình MTB có cấu hình cao. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano nhìn thì bé thế thôi nhưng mà là có thể hỗ trợ người lái đạp xe thoải mái cũng như là dễ dàng thay đổi tốc độ khi di chuyển. 4, 6, 8, 10, 12 dễ dàng thích ứng với mọi loại địa hình khi di chuyển, kể cả những địa hình khó khăn nhất. Bánh xe của Gian bản 27.5 giúp tăng độ bám sát trên các địa hình đồi núi gồ ghề. Xe Concept Nature ngồi an toàn và thoải mái, phua khí nhún êm như là G63. Xe này trông thế thôi nhưng mà khá là rẻ, chỉ bằng 1/1000 của MV mới của Jack thôi.